Bắc Ninh, truy tố chủ quán nhắn nướng Hiền Thiện tội làm nhục người khác. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh đã quyết định truy tố chủ quán ăn bắt thực khách quỳ gối xin lỗi về tội làm nhục người khác. Tối 9 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh cho biết đơn vị đã ra quyết định truy tố chủ quán nhắn nướng Hiền Thiện về tội làm nhục người khác. Đây là sự việc được rất nhiều dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh, sau thời gian tích cực điều tra làm rõ, ngày 1 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ban hành bản kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh truy tố đối với hai bị can Nguyễn Văn Thiện sinh năm 1973, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh và Lăng Văn Vân sinh năm 1993, trú tại thôn Trại Mái, xã Bổ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi làm nhục người khác. Quá trình truy tố, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh tiến hành phúc cung đối với bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân. Các bị can đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân, đồng thời làm việc với người bị hại là chị DTH để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án. Xét thấy đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, ngày 7 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh đã quyết định truy tố các bị can Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh để xét xử các bị can về tội làm nhục người khác, quy định tại điểm E, khoản 2, điều 155 Bộ Luật Hình sự. Theo tài liệu điều tra, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8, chị DTH sinh năm 1993 cùng bạn đi ăn tại quán nhắn nướng Hiền Thiện thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh do Nguyễn Văn Thiện là chủ quán. Quá trình ăn, chị H gọi mấy món đồ nướng trong đó có món lòng non. Chị H phát hiện trong lòng non có sán nên đã gọi nhân viên của quán để yêu cầu gặp người quản lý của quán ăn nhưng không được. Sau đó chị H đã thanh toán tiền và đi về. Do bức xúc nên sau đó chị H có đăng lên nhóm Facebook Đồ Ăn Vặt Bắc Ninh bằng Facebook cá nhân của chị H. Đến khoảng 21 giờ 50, tại quán nhắn nướng Hiền Thiện, chủ quán là Nguyễn Văn Thiện yêu cầu chị H phải quỳ xuống nền nhà để nói chuyện với Thiện. Thiện ngồi trên ghế phía trước mặt chị H. Tại đây, đối tượng đã bắt chị H quỳ và nói chuyện với Thiện. Thiện đã có hành vi chửi bới, đe dọa, chỉ mặt chị H, đồng thời bắt chị H phải ký bản tường trình với nội dung xin lỗi do Thiện đọc cho Lăng Văn Vân là nhân viên viết trước đó và đính chính thông tin do chị H đã đăng trên mạng xã hội Facebook. Quá trình này, Thiện có sử dụng điện thoại di động của Thiện và đưa cho Lăng Văn Vân để quay video và phát trực tiếp trên Facebook có tên nhắn nướng Hiền Thiện. Ngày 19 tháng 8 và ngày 20 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân về hành vi làm nhục người khác. Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh phê chuẩn. Thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, qua mạng đã không còn xa lạ. Tuy nhiên mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, vụ hai đối tượng mạo danh công an vào nhà dân để đọc lệnh bắt người, khám xét khẩn cấp đã cho thấy mức độ liều lĩnh, manh động của loại tội phạm này. Nâng cao cảnh giác và tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo là việc làm cần được duy trì thường xuyên và đang được lực lượng công an đẩy mạnh. Đêm ngày 28 tháng 8, hai đối tượng Trần Văn Sơn, Trần Hồng Thái tự xưng là cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an bất ngờ vào ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Tê, ngụ tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để đọc lệnh bắt, khám xét về hành vi cho vay nặng lãi, đánh bạc. Bà Tê không khỏi bất ngờ vì mình chưa từng tham gia vào những việc phạm pháp. Sau sự việc đó, nhờ sự bình tĩnh của bà và sự giúp đỡ của hàng xóm, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để bắt giữ đối tượng lừa đảo ngay tại chỗ. Mình nghĩ trong bụng sao không thấy khu vực, chứ mà hỏi nó đi hai thằng mới nói là cái anh bên cái bên của Hồ Sơn á, nói là khu vực hả? Nó nói là không phải, tại mình nhiều khi mình sợ mình đi hoài đổi khu vực mình chưa biết á, cái nó nói không phải, nó cũng là bộ luôn. Cái mình nghĩ là thôi xin lỗi nha, anh đứng đây đi, nó đọc lệnh, nó nói xin lỗi đi, tôi chạy lên tôi thay đồ, cái tôi xin lên đồ là để lên điện thoại đó. Không khó để tìm kiếm hay đặt mua những bộ quân phục của lực lượng vũ trang được giao bán công khai trên mạng xã hội. Điều này cũng đã vô hình chung tạo điều kiện tiếp tay cho các đối tượng xấu giả danh lực lượng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng cùng với thủ đoạn trên. Đây là một hành vi mà là lừa đảo, thường là qua mạng rồi qua điện thoại rồi qua cái công nghệ, nên là đặc biệt là cảnh báo với người dân là khi có người mà gọi điện thoại đến thì phải nhanh chóng trình báo ở cơ quan địa phương để tiến hành công an địa phương và các đội nghiệp vụ tiến hành để làm rõ, nên người dân hết sức cảnh giác, khi có là báo cáo ngay cho công an. Trước những phương thức lừa đảo của tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thường xuyên tổ chức nhiều tổ công tác đến nhà dân, hộ kinh doanh để tuyên truyền quy định pháp luật, thủ đoạn mới của các đối tượng để giúp người dân nắm rõ đề phòng.
công an thay mặt vô đây kiểm tra hay gì cũng phải có công an khu vực hoặc tổ trưởng tổ an ninh. Thì nếu người dân không biết thì người dân cứ thẳng thắn là điện lên công an phường là tốt nhất, để cho tội phạm nó không có còn mà nó hoạt động giống như vừa rồi nữa. Sau mỗi sự việc xảy ra, không phải ai cũng đủ sáng suốt, bình tĩnh để ứng phó với các tình huống lừa đảo. Tuy nhiên, người dân có thể tự trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao cảnh giác trong mọi hoàn cảnh để tránh bị tiền mất tật mang. Tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, bày tỏ lo lắng khi vẫn còn khoảng 500 khách hàng chưa thể liên lạc được, chủ thương hiệu Pate Minh Chay mong cộng đồng chung tay chia sẻ thông tin để ngăn chặn những ca ngộ độc mới và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây là nội dung đáng chú ý được đăng tải trong bài viết chủ thương hiệu Pate Minh Chay xin lỗi khách hàng, sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật, đăng tải trên báo điện tử Thanh Niên. Tối ngày 8 tháng 9, bà Nguyễn Thị Thùy Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới, chủ thương hiệu Pate Minh Chay đã gửi email đến phóng viên báo Thanh Niên phản hồi thông tin vụ nhiều khách hàng bị ngộ độc sau khi sản phẩm Pate Minh Chay có khuẩn độc Clostridium botulinum. Trong thông báo gửi kèm email, chủ thương hiệu Pate Minh Chay xin được gửi lời xin lỗi chân thành tới các bệnh nhân, khách hàng và người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, đây là một rủi ro đáng tiếc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngay sau khi sự việc xảy ra thì doanh nghiệp đã chủ động ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh để tập trung vào khắc phục hậu quả. Bà cũng cho biết, cho đến nay thì đã cử người nhà, đại diện doanh nghiệp trực tiếp đến thăm hỏi, động viên được hầu hết các gia đình bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tỉnh Quảng Nam. Doanh nghiệp đã có hỗ trợ ban đầu về tài chính cho các bệnh nhân và cử một số chuyên gia vật lý trị liệu để hỗ trợ quá trình hồi phục của các bệnh nhân ngộ độc sản phẩm Pate Minh Chay. Cũng trong thông báo phát đi, chủ thương hiệu Pate Minh Chay mong muốn được cơ quan chức năng hỗ trợ điều tra nguyên nhân thực sự dẫn đến sự cố nhiễm khuẩn đặc biệt này để không chỉ doanh nghiệp mà bất cứ cơ sở sản xuất thủ công nào có thể biết cách phòng tránh sự việc tái diễn. Bộ Công an cảnh báo người dân, nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia vào việc huy động vốn theo mô hình đa cấp ẩn dưới hoạt động thương mại điện tử của MyAladdin. Bộ Công an cho biết đây là hình thức trả thưởng huy động vốn theo mô hình đa cấp ẩn dưới hoạt động thương mại điện tử chưa được Bộ Công Thương cấp phép. Phần mềm MyAladdin do một nhóm đối tượng có tên là Success Resources xây dựng và phát triển như một sàn thương mại điện tử tích điểm cho người tham gia. Hệ thống chủ yếu lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước và sẽ sụp đổ khi số tiền người tham gia sau không đủ trả lãi hoặc là không có người tham gia mới. Người dân, nhà đầu tư sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào gói huy động của MyAladdin. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các loại hình hoạt động tương tự, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tự mình quyết định tham gia đầu tư, tránh bị kẻ gian lợi dụng, chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua trên địa bàn Quảng Ngãi, tình hình buôn bán hàng giả, gian lận thương mại diễn ra phức tạp. Qua trinh sát nắm bắt tình hình, Công an huyện Bình Sơn đã phát hiện một đường dây buôn bán phụ tùng mô tô giả không rõ nguồn gốc quy mô lớn. Công an huyện Bình Sơn mới đây vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh phụ tùng xe mô tô của bà Đỗ Thị Nhung, 29 tuổi, ở thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn. Tại đây phát hiện ô tô biển số 76C04761 đang chứa hàng hóa là phụ tùng xe mô tô chuẩn bị đi tiêu thụ. Số lượng hàng thì tương đối nhiều chủng loại, trong đó thì cơ bản là nhái hàng của hãng Honda. Cái hàng giả này thì rất tinh vi. Qua quá trình giám định thì chúng tôi cũng phát hiện là cái lò tim này bán trâu nổi trên thị trường cũng khá nhiều. Qua kiểm tra phụ tùng mô tô trên xe ô tô và tại cơ sở phát hiện nhiều phụ tùng mô tô không có hóa đơn, chứng từ, xuất xứ, hàng nhái với nhiều nhãn hiệu của các hãng xe Honda, Yamaha, CR-V. Gồm 405 mặt hàng bố thắng xe, bộ áp sườn, bộ mặt nạ, bộ ốp yến, nhún, chắn bùn, bách nhôm, công tơ mét, dây điện sườn và 480 tem giả hiệu Honda. Số hàng hóa trên được mua của một số doanh nghiệp cung cấp mặt hàng phụ tùng xe và mua của tiểu thương chợ Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày cơ sở này sử dụng hai ô tô chở các phụ tùng mô tô bán cho các huyện vùng cao Quảng Ngãi. Hiện số hàng giả không rõ nguồn gốc và ô tô chở hàng bị Công an huyện Bình Sơn tạm giữ. Khách hàng nếu như sử dụng chịu trách nhiệm thì sử dụng, còn em không có chịu trách nhiệm. Khi họ dùng thì họ phải chịu trách nhiệm. Nếu không có phải dụ giờ em mua cái hòn đây
gió 10 đồng mà em về em gió có tem vô em gión 30 đồng là không có. Em mua 10 đồng về em gión 11 đồng, anh thích thì anh gión thôi. Nhiều năm trở lại đây, khi mô tô, xe máy là phương tiện thiết yếu được nhiều người sử dụng, thì nhu cầu sửa chữa thay thế phụ tùng cũng rất lớn. Đây là miếng bánh lớn cho các đối tượng sản xuất buôn bán phụ tùng giả. Vì vậy, để tránh mua phải phụ tùng xe máy giả, người tiêu dùng nên mua hàng ở những đại lý có uy tín được ủy quyền của các nhà sản xuất chính hãng. Bởi nếu mua và sử dụng phụ tùng giả thì không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của người tham gia giao thông. Trong đề án tổ chức thí điểm phát triển kinh tế đêm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội dự kiến sẽ không giới hạn thời gian hoạt động của các dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, mua sắm để phát triển kinh tế đêm. Đề án này đặt ra lộ trình thí điểm từ tháng 9 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021. Theo đề án, các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận được tổ chức không giới hạn thời gian hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần. Riêng hoạt động ngoài trời và các điểm di tích, di sản phục vụ du lịch sẽ hoạt động đến 24 giờ. Không gian phố đi bộ trong khu phố cổ, không gian văn hóa, dịch vụ thương mại, du lịch vùng Hương gầm cầu được tổ chức đồng bộ với thời gian diễn ra phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Hoạt động kinh tế đêm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực văn hóa, vui chơi giải trí, ăn uống, du lịch. Quận đã lên kế hoạch phát triển, hoàn thiện hạ tầng và chương trình văn hóa du lịch xung quanh Hồ Gươm, không gian đi bộ vùng Hương gầm cầu, khu vực Đồng Xuân Bắc qua, tuyến phố Hàng Khay, Tràng Tiền đến Nhà hát lớn. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, quận Hoàn Kiếm sẽ phát triển kinh tế đêm ở tất cả các lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn. Một số cơ sở kinh doanh tại quận Hoàn Kiếm tham gia thí điểm mở rộng thời gian kinh doanh được hoạt động đến 2 giờ sáng hôm sau. Thưa quý vị, chuyện nâng khống giá thiết bị y tế tại một số bệnh viện do công ty BMS cung cấp tại Bệnh viện Bạch Mai để trục lợi là vụ việc hết sức nghiêm trọng, làm mất niềm tin của người dân đối với các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Đáng nói là người bệnh là đối tượng phải chịu chi phí khám chữa bệnh gấp 4 đến 5 lần so với giá trị thật từ việc sử dụng trang thiết bị y tế đã được nâng khống đó. Cho tới thời điểm này thì vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sau rất nhiều nghi ngờ từ phía người dân, Bộ Y tế đã chính thức có những phát ngôn nhằm chấn chỉnh những sai phạm sau vụ Bệnh viện Bạch Mai. Việc khởi tố vụ án nâng khống giá thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề đạo đức xã hội cũng như ý thức tuân thủ pháp luật trong ngành y. Đây là hành vi đáng lên án vì gây thiệt hại nặng nề đối với người bệnh trực tiếp sử dụng thiết bị y tế này, chưa nói gây thất thoát cho nhà nước. Cho tới thời điểm này, đại diện Bệnh viện Bạch Mai vẫn chưa có bất kỳ ý kiến nào sau vụ việc trên, thậm chí còn coi mình là nạn nhân của vụ việc này. Trao đổi với báo chí trong sáng 9 tháng 9, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế Bộ Y tế thừa nhận đã có những lỗ hổng trong công tác đấu thầu, nâng khống giá, thổi giá, sử dụng trang thiết bị y tế từ nguồn xã hội hóa. Khi vừa qua trong một số hiện tượng là lòng vòng thổi giá, đấy, thì thực hiện cái này cũng là từ cái năm ngoái là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã chỉ đạo và lãnh đạo bộ chỉ đạo chúng tôi cũng đã phải có và ban hành ít nhất là cái thông tư 14 thì sẽ còn phải chấn chỉnh nhiều lần nữa để cho nó phù hợp, nó đáp ứng yêu cầu. Nhưng ít nhất là gì? Là đã chấn chỉnh, đã không bằng cái quy định đó là không cho các công ty ủy quyền lòng vòng như thời gian vừa rồi. Bởi vì mỗi nước ủy quyền lòng vòng, thứ nhất là sẽ đội lên một giá. Thứ hai nữa là gì? Sẽ cái trách nhiệm trong vấn đề bảo hành, bảo trì và trách nhiệm đối với cái sản phẩm, nghĩa vụ đối với đơn vị sử dụng, người sử dụng cũng không có. Ông Tuấn cũng cho biết công khai giá là việc khó, phức tạp, nhạy cảm, cần có thời gian. Có thể vì thế mà cho tới thời điểm này, cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế mới chính thức hoạt động. Đây cũng là kênh tham khảo khắc phục tình trạng đội giá như đã xảy ra tại một số bệnh viện thời gian qua. Một số các thiết bị y tế quan trọng được sử dụng nhiều trong phẫu thuật sẽ được cập nhật thông tin đầu tiên. Sau khi công khai luôn luôn tốt, công khai minh bạch ra thì sẽ làm cơ sở để các đơn vị trước khi mua người ta tham chiếu cái giá gốc là bao nhiêu. Từ cái giá gốc đó thì họ sẽ căn cứ vào đó để họ đấu thầu một cách công khai minh bạch thì giá nó rẻ thì đương nhiên rồi, nhưng mà nó phải phù hợp với cái cấu hình. Mình chỉ mong là nó phù hợp là tốt rồi. Các vấn đề về đấu thầu, sử dụng trang thiết bị y tế từ trước đến nay vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm, nhiều người ví nó như hoạt động ngầm. Vụ việc ở Bạch Mai có thể chỉ là một trong số nhiều vụ việc ở đâu đó tại một số bệnh viện khác mà chưa kịp làm rõ. Nhưng dù thế nào thì không có nghĩa là phía bệnh viện không có trách nhiệm trong vụ việc này. Những vụ việc này phát hiện, xét xử kịp thời, nghiêm minh sẽ là bài học để răn đe những người bất chấp đạo đức, táng tận lương tâm, ăn chặn tiền của nhà nước và người bệnh.
Quý vị, để thúc đẩy việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà trong thời gian tới, ngày hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã công bố nền tảng điện mặt trời mái nhà với tên gọi EVN Solar. Với nền tảng này, những khách hàng có nhu cầu lắp đặt dễ dàng kết nối với nhà thầu lắp đặt uy tín và giá thành hợp lý, cũng như các ngân hàng, tổ chức tài chính cung cấp giải pháp hỗ trợ tín dụng. Tập đoàn EVN cho biết, nền tảng EVN Solar bước đầu được xây dựng trên trang web có địa chỉ http://solar.evn.com.vn, cung cấp giải pháp toàn diện cho các chủ đầu tư là hộ gia đình, doanh nghiệp có mái nhà, có nhu cầu phát triển dự án điện mặt trời mái nhà. Với mỗi dự án sau khi hoàn thành, nhà thầu sẽ hoàn thiện bộ hồ sơ hoàn công chi tiết dựa trên mẫu hồ sơ theo tiêu chuẩn đánh giá của Đức. Thông qua bộ hồ sơ này, chủ đầu tư có thể đánh giá được chất lượng của dự án đã hoàn thành. Ngoài ra, sau khi hoàn thành dự án, mỗi chủ đầu tư sẽ được cấp tài khoản để phản hồi và đánh giá sản phẩm, dịch vụ của nhà đầu tư trên nền tảng. Thời gian tới, nền tảng EVN Solar còn tiếp tục được phát triển trên các ứng dụng di động, giúp kết nối tương tác nhiều hơn nữa giữa những người sử dụng. Tính đến đầu tháng 9, cả nước đã có tổng cộng gần 50.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt và đưa vào vận hành. Ngày nay, tại vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nước lũ đã tràn về các cánh đồng. Tuy nhiên, mực nước hiện tại thì vẫn còn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019. Vì thế, lượng cá tôm cũng không được dồi dào như những năm trước. Theo nhiều người chuyên nghề đánh bắt cá đồng mùa nước nổi ở xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, nơi con nước lũ tràn về đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp. Mực nước năm nay thấp, lại lên xuống bất thường, lượng cá tôm trong tự nhiên cũng thừa thớt. Nếu như mọi năm, một hộ có thể đánh bắt vài chục kg cá đồng trên một ngày, thì hiện tại một hộ chỉ vỏn vẹn từ 3 đến 4 kg đối với hộ giăng hàng chục tay lưới. Riêng các hộ chỉ vài tay lưới, có khi cả ngày chưa có tới 1 kg cá đồng. Hả lần thả vác 2-3 kg, còn 1 kg giờ vác vài con thì con vậy đó. Giết hết cá thôi. Qua wow, được cái tôi ký gửi về bữa nay nửa ký lô vậy. Nước ít quá, cá không có nhiều đâu. 20 tay lưới mà được nhiêu cái chốt đó, chứ 3-4 ký cá rô chết này nè, rô chết này đủ mắm. Không trông cho nước nó lũ nó cao lên rồi mình văng được cá nhiều bán không có tiền. Người ta bị ngập nước gì. Bị vợ chồng già đâu có mặn gì đâu, sống ngoài lưới không mà chờ nước vô. Ghi nhận tại các chợ đầu nguồn, cá đồng đã được bày bán nhưng số lượng ít dẫn đến khan hiếm, cung không đủ cầu. Cá lóc đồng có giá 140.000 đồng 1 kg, cá sặc đồng 70.000 đồng 1 kg, ếch đồng có giá 90.000 đồng 1 kg, cá thiểu 70.000 đồng 1 kg và nhiều sản vật khác như bông súng, điên điển, rau muống đồng cũng đã có mặt tại chợ.